Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy đây là cảm biến vân tay trên Samsung Galaxy A8 Plus, A8, A730 đang có mặt tại Di động Cao cấp .vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần cảm biến vân tay trên Samsung Galaxy A8 Plus, hỏng chức năng hỏng vân tay, không nhận vân tay, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn. Chúng tôi có đầy đủ tất cả linh kiện trên A8 Plus nói chung và phần cảm biến vân tay trên Samsung Galaxy A8 Plus nói riêng thay mới bạn. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với Di động Cao cấp .vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship cảm biến vân tay của A830 đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý khách hàng nhận được, quý khách hàng thanh toán tiền cho bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video tại Di động Cao cấp .vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của A8 Plus, A730 hàng đầu Việt Nam.